Xin chào tất cả các bạn. Thì trong môn vẽ kỹ thuật thì phần dựng hình học, đặc biệt là dựng một hình ngũ giác đều bên trong một đường tròn, nội tiếp một đường tròn là một vấn đề gây khó khăn cho một số bạn. Chính vì vậy hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn các bước để chúng ta có thể dựng được một ngũ giác đều bên trong một đường tròn cho trước. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một đường tròn thế này. Lưu ý là mình vẽ trên CAD cho các bạn có thể dễ nhìn. Tuy nhiên các bạn sẽ thực hiện trên bản vẽ giấy. Đầu tiên các bạn phải dựng cho mình một cái đường tròn màu xanh lá, và đường tròn này là đầu đề cho chúng ta sẽ dựng một hình ngũ giác nội tiếp đường tròn này. Hình ngũ giác nội tiếp đường tròn này. Để dựng thì các bạn thực hiện các bước như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ dựng một đường kính thẳng đứng màu trắng nha, đường kính thẳng đứng. Đầu tiên chúng ta sẽ dựng một đường kính thẳng đứng này, đó là bước 1. Bước thứ hai, các bạn dựng một đường chung trực của đường kính này, và đường chung trực thì chúng ta lấy ngay tâm này nhé. Rồi chúng ta vẽ ra. Đây là đường chung trực của đường kính, đường chung trực của đường kính. Tiếp theo đó chúng ta sẽ vẽ tâm của đường tròn này, tâm của cái đường chung trực này, tức là đỉnh này và đỉnh này. Được chưa? Thì để vẽ đường đó chúng ta sẽ sử dụng vẽ một đường tròn. Đường tròn. Đó, như thế này thì chúng ta sẽ có hai điểm giao nhau giữa đường tròn màu trắng và đường tròn xanh lá. Chúng ta dựng một đường thẳng. Dựng một đường thẳng. Và đường thẳng này sẽ cắt ngay chân vị trí tâm. Nha, cắt ngay chân vị trí tâm. Của điểm chúng ta cần mong muốn. Và chúng ta sẽ vẽ một đường tròn có tâm là ngay trung điểm của đoạn này. Và đường kính là bằng bán kính của đường tròn cho trước, và chúng ta sẽ có một đường tròn màu xanh dương như thế này nha. Các bạn làm tới bước này nhé, màu tròn, được đường tròn màu xanh dương có tâm là ngay chân vị trí này, tâm là vị trí này đó, tâm vị trí này. Tiếp tục mình sẽ vẽ một đường thẳng nối giữa cái đỉnh bên dưới đây ha, nối đến cái tâm này nha, nói đến tâm này này thẳng luôn. Rồi chúng ta sẽ có một cái đường thẳng, chúng ta sẽ có một đường thẳng màu vàng như thế này, một cái đường thẳng, bây giờ mình cho màu vàng màu đỏ nha, chúng ta có một đường thẳng màu đỏ, và chúng ta thấy đường thẳng này nó sẽ ngay D, ngay trên cái màu xanh lá màu đỏ, xanh dương màu đỏ, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ cắt tại một điểm, cắt tại một điểm, và chúng ta sẽ vẽ một đường tròn, chúng ta sẽ có vẽ một đường tròn khác có tâm là ngay chân vị trí điểm cuối của đường kính và có bán kính là ngay chân vị trí này nha, con kính là ngay chân vị trí này giờ. Rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa cái đường tròn mà chúng ta vừa vẽ màu trắng này và đường xanh lá sẽ cắt nhau tại một điểm. Như thế thì chúng ta sẽ có được đoạn này là độ dài của đường ngũ giác. Lưu ý nha. Độ dài của đường ngũ giác mà chúng ta muốn vẽ là cái màu vàng này. Màu vàng này. Được chưa? Cái màu vàng này. Thì từ khi chúng ta xác định được độ dài của cái cạnh mà đường hình ngũ giác mà chúng ta muốn vẽ thì chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp hình tròn. Tức là sử dụng vẽ đoạn này nối tiếp với vị trí này. Thì bây giờ mình sẽ tìm cho bạn cái cạnh thứ hai cho các bạn xem nhé. Chúng ta sẽ sử dụng là một hình tròn. Chúng ta cũng vẽ tiếp tục sử dụng combine, chúng ta vẽ một hình tròn. Có tâm là một đỉnh và có bán kính là bằng chiều dài của cạnh ngũ giác. Chúng ta thấy rằng là đường tròn chúng ta mới vẽ sẽ cắt đường xanh lá tại một điểm, và điểm đó chính là đỉnh tiếp theo
Nga điểm nó sẽ là tỉnh tiếp theo của hình ngũ giác. Điểm nó sẽ là đỉnh tiếp theo của hình ngũ giác. Tương tự, chúng ta sẽ lặp lại chu trình này. Chúng ta sẽ lấy tiếp tục là đỉnh của tâm là ngay chân cái đỉnh của ngũ giác mới. Ngay trong vị trí này. Vẽ một đường tròn có bán kính. Thấy chưa? Vẽ một đường tròn có bán kính là cạnh của ngũ giác, chiều dài ngũ giác. Nha. Thì chúng ta thấy rằng là cái đường tròn mới sẽ cắt đường tròn xanh lá tại một điểm và điểm đó lại tiếp tục, điểm đó lại là tiếp tục là đỉnh của ngũ giác, đỉnh ngũ giác, đỉnh ngũ giác. Và tiếp tục chúng ta sẽ vẽ một đường tròn, ta vẽ một đường tròn nha, lấy tâm ma chúng ta vẽ, lấy đỉnh của ngay trang vị trí mới và chúng ta sẽ vẽ để gặp cái gamma ngay trang vị trí của cái đỉnh cũ nè, và chúng ta sẽ vẽ, chúng ta lại ra một cái đường tròn mới và đường tròn này lại cắt cái đường màu xanh lá chúng ta, tức là đường tròn vị trí mà đầu tiên chúng ta mong muốn tại một điểm, và điểm đó chính là đủ đỉnh của đường ngũ giác. Rồi chúng ta nói là nó là trong vị trí này nhau nhau nha và nhau nhau. Như vậy là chúng ta đã có được một ngũ giác đều, chúng ta có được một ngũ giác đều như mong muốn, ngũ giác đều như mong muốn nha. Chúng ta đã có một ngũ giác đều mong muốn. Bây giờ chúng ta sẽ xóa các cái đường màu trắng đi để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn nha. Rõ các đường màu trắng thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn cái đường ngũ giác của chúng ta. Rồi này, màu vàng này. Rồi chúng ta sẽ xóa những cái đường mà chúng ta vẽ tạm đi nha. Mình sẽ nói đường tạm đi. Thì chúng ta sẽ có cái đường ngũ giác mà chúng ta mong muốn. Mình nhớ chúng ta mong muốn. Rồi. Rồi, cái đường màu vàng chính là cái đường ngũ giác mà chúng ta, ngũ giác đều mà chúng ta muốn vẽ, muốn đều muốn vẽ. Và trên đây là cách thức vẽ một ngũ giác nội tiếp một đường tròn cho trước. Thì bước đầu tiên, nhắc lại các bạn dựng một đường tròn nha, và đường tròn này là đường tròn mà chúng ta sẽ vẽ ngũ giác nội tiếp. Bước thứ hai là dựng một đường kính thẳng đứng là đây, điểm này đến điểm này nha, đi qua tâm là một đường thẳng đi qua tâm, cắt nhau tại hai điểm đường tròn. Tiếp theo là chúng ta xây dựng một đường dung dịch điểm này, rồi xác định được tâm ngay trong vị trí này và chúng ta có thể là vẽ đường ngũ giác. Trên đây là hướng dẫn của mình để vẽ, thực hiện vẽ đường ngũ giác. Rất hy vọng là các bạn có thể thực hiện được cái vẽ hình ngũ giác này, mặc dù nó phức tạp nhưng các bạn có thể làm từng bước, các bạn có thể thực hiện được. Xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn ở những cái phần hướng dẫn sau.